Cách nhanh nhất để một cầu thủ mới có thể hòa nhập với đội bóng là gì? Đó là cho anh ta thi đấu thật nhiều, đặc biệt trong những trận giao hữu. Càng được thi đấu nhiều, cầu thủ ấy càng có cơ hội được thấm nhuần triết lý của huấn luyện viên và làm quen với lối chơi chung của toàn đội. Quang Hải đang được trao những cơ hội như thế và mỗi trận đấu với anh, dù chỉ là những trận giao hữu, cũng đều đem đến cơ hội rất lớn. Tất nhiên chúng ta không thể đòi hỏi trận đấu nào Hải Con cũng có thể tạo ấn tượng ngay được, giống như cách Quang Hải đã ghi bàn ở trận đấu đầu tiên gặp đội bóng Hiệp Dư Landes Selection. Số 19 đã khiến tất cả phấn khích với một pha dứt điểm đẳng cấp, đội bóng đến mép dưới của sà ngang và nâng tỷ số lên 3-0 của Pro FC. Với một cầu thủ chân ướt chân ráo đến với một nền bóng đá mới hoàn toàn xa lạ, việc anh ta có được bàn thắng đầu tiên trong trận đấu đầu tiên là điều đáng khích lệ. Nhưng sau đó Pro FC phải đối mặt với thử thách thực sự. Đối thủ của họ là câu lạc bộ Toulouse, đội bóng vừa vô địch Ligue 2 và đã giành quyền thăng hạng lên giải đấu cao nhất của Pháp. Quang Hải không có tên trong đội hình xuất phát và các khán giả phải chờ đợi đến 45 phút của hiệp 2 để được thấy ngôi sao bóng đá Việt Nam được vào sân thi đấu. Tuy nhiên, trước những đối thủ có trình độ về thể hình vượt trội hơn hẳn, Quang Hải cùng những người đồng đội tại Pro FC liên tục gặp khó. Số 19 được bố trí chơi gần với khung thành hơn, nhưng sự nỗ lực của anh là không đủ để khỏa lấp những sự khác biệt. Quang Hải là người có cơ hội rõ nhất để có thể ghi bàn cho đội bóng áo vàng trong trận đấu này. Từ một pha nhào bóng của tiền đạo, Quang Hải có cơ hội thuận lợi để dứt điểm trước vòng cấm đối thủ. Tuy nhiên, cú úp mù của số 19 lại ăn hơi nhiều ra má ngoài, khiến cơ hội bị bỏ lỡ một cách khá đáng tiếc. Bóng đi hơi cao hơn một chút so với khung thành của đối thủ trong sự tiếc nuối của những cộng viên có mặt trên sân và của các thủ áo vàng. Và đây, tình huống cho thấy rõ sự khác biệt về mặt thể hình và thể lực của cầu thủ sinh năm 97 so với những người đồng nghiệp tại trời Âu. Quang Hải một mình đi bóng đột phá, tả xung hữu đột giữa vòng vây của 4 cái bóng áo trắng, nhưng sau đó anh bị một cầu thủ bên phía Toulouse khuỵch ngã. Trọng tài xác định đó không phải là một tình huống phạm lỗi, đơn giản vì sự thua thiệt rất lớn về mặt thể hình đã khiến Hải Con không thể có ưu thế ở những pha bóng như vậy. Trận đấu đó, Pro FC thua 0-2 trước Toulouse, quan trọng hơn cả là lối chơi tương đối rời rạc của đội bóng này trong suốt 90 phút. Với những cổ viên Việt Nam theo dõi trận đấu đó, màn trình diễn của Hải Con cũng cho thấy những nỗ lực nhưng anh chưa thực sự tạo ra những điểm nhấn. Tất cả chúng ta đều hy vọng ở những trận giao hữu sau này, Quang Hải sẽ tiếp tục có cơ hội thể hiện. Cơ hội đó lại đến vào rạng sáng ngày 16 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Pro FC có trận giao hữu thứ 3 trong mùa hè này với đối thủ quen thuộc là Angoulême Charente. Đội bóng này đang chơi tại Championnat Nation 2, hay còn được biết đến với tên gọi là giải hạng tư của Pháp. Và mùa hè năm ngoái, Pro FC cũng đã có trận giao hữu với đội bóng này và giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Năm nay, mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều với đội bóng áo vàng. Về phần Quang Hải, anh không được huấn luyện viên Thô Lốt sử dụng ngay từ đầu. Nhưng cũng rất sớm thôi, số 19 đã được trao cơ hội để vào sân, cụ thể là ngay từ khi hiệp 1 mới chơi qua được nửa chặng đường. Huấn luyện viên Thô Lốt đã tung Hải Con vào sân từ băng ghế dự bị. Ở quãng thời gian đầu trận, đội bóng hạng tư nước Pháp lại là câu lạc bộ có nhiều cơ hội hơn vì Pro FC đã để mất bóng quá nhiều. Vì thế, thủ thành Alexandre Oliveira đã phải vất vả để cứu thua cho đội nhà. Điểm nhấn của trận giao hữu này nằm ở việc trọng tài đã liên tục thổi còi và tặng thẻ cho cầu thủ hai đội. Có thể gọi đây là một buổi trình diễn độc đáo đến từ vị trí trọng tài chính. Ở phút thứ 15, sau một tình huống phạm lỗi và xô xát, ông tặng David Gomez bên phía Pro FC và Dan Meida bên phía đối phương mỗi người một thẻ vàng. Chỉ 4 phút sau đó, trong một pha bóng mà chỉ đáng phạt thẻ vàng, thì vị trọng tài này lại cho Silves của Pro FC một thẻ đỏ. Batista đến để bảo vệ đồng đội của mình và cầu thủ này cũng nhận luôn một thẻ vàng. Điều này đã khiến huấn luyện viên Didier Thollot tức giận và có một vài ý kiến với trọng tài chính. Điều này khiến một trong những điều hy hữu nhất xảy ra, huấn luyện viên Thollot của Pro FC phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong một trận giao hữu. Trong cơn giận dữ vì trận giao hữu bị phá hủy một cách ngớ ngẩn, ban huấn luyện đã yêu cầu cầu thủ của Pro FC rời sân. Điều này buộc chủ tịch của câu lạc bộ là Bernard Laporte-Frey phải đứng ra giảng hòa giữa các bên. Trận đấu tiếp tục với một bên 9 người và một bên thì 11 người trước khi trọng tài rút lại thẻ đỏ trước đó cho Pro FC. Mọi người tưởng rằng vị trọng tài này đã bình tĩnh trở lại, nhưng không, ông tiếp tục rút ra một thẻ đỏ cho Pro FC ở phút 26 sau một tình huống tắc bóng. Nhưng Pro FC lại càng nỗ lực hơn trong trận đấu mà phải chịu những phán quyết bất lợi từ trọng tài. Cơ hội tốt nhất của họ ở hiệp 1 đến sau đường truyền từ cánh phải của Kofi, nhưng Gorge và Basuamina không thể có một cú sút tốt. Một phút sau, Quang Hải có tình huống dứt điểm nhưng bóng đi quá nhẹ, không gây khó khăn cho thủ môn ở phút 38. Sau giờ nghỉ, Pro FC lấy lại nhịp độ và kiểm soát bóng nhiều hơn. Họ tấn công nhiều hơn và Quang Hải có một cú sút đưa bóng đi trúng cầu thủ đối phương ở phút 70. Cuối cùng, họ vẫn có được bàn thắng trong thế thiếu người với một đường tạt từ Abzi và Jamlumi đã có đường truyền cho Hunu ghi bàn dễ dàng ở phút 78 giúp Pro FC giành chiến thắng chung cuộc. Kết quả của trận đấu này không phải điều quá quan trọng nhưng quả thực lối đá của Pro FC đang khiến nhiều người lo lắng. Thông qua phần mô tả của tờ La Rep de Pyrenees,
Dù vậy, Quang Hải vẫn biết cách tạo ra điểm nhấn bằng cú dứt điểm bị thủ môn cản phá hay những tình huống thi đấu năng nổ để đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội. Theo tờ La Rep de Piranes mô tả, màn trình diễn của quả bóng vàng Việt Nam 2018 là điểm nhấn tích cực nhất trong cuộc đối đầu với câu lạc bộ Angoulême. Sau 3 trận giao hữu, điểm tích cực lớn nhất của Quang Hải là anh được huấn luyện viên Tholos trao cơ hội. Với một trận đá chính từ đầu và 2 trận vào sân từ băng ghế dự bị, những gì Hải Con thể hiện được cho đến lúc này đều được đánh giá cao và đem đến những tín hiệu lạc quan. Nhận xét về người đồng đội mới, đội trưởng của câu lạc bộ Pau FC Antoine Batiste cho biết, Quang Hải được che chở rất kỹ, cậu ấy có một phiên dịch viên bên cạnh đang làm rất tốt phần việc của mình. Kể cả khi không có cùng ngôn ngữ, chúng tôi vẫn hiểu được nhau qua cử chỉ, nụ cười và ánh nhìn. Cậu ấy đã hòa nhập rất tốt với đội bóng. Ngoài ra, Hải Con cũng có được những lời nhận xét từ chính huấn luyện viên trưởng. Ông Tholos đã nhận xét về màn thể hiện của cầu thủ, đồng thời nhấn mạnh vào tâm điểm Quang Hải. Nhà cầm quân này khẳng định Quang Hải là một cầu thủ nhiệt tình, cần mẫn và luôn chơi bóng đầy nỗ lực. Theo những gì tờ La Republic de Piranes dẫn lời, vị huấn luyện viên của Pau FC. Tất nhiên những lời khen này chỉ mang tính chất động viên, bởi bản thân Hải hiểu được anh sẽ cần phải cố gắng rất nhiều nếu muốn thực sự tạo dựng được sự nghiệp thành công ở Pau FC. Một trong những điều đó là khả năng giao tiếp với các đồng đội, không chỉ trên sân bóng mà còn ở cuộc sống bên ngoài. Để làm được điều đó không còn cách nào khác, Hải phải nói thành thạo tiếng Pháp. Theo nguồn tin từ VN Express, Pau FC đã tìm được một giáo viên Việt kiều về hưu để dạy tiếng Pháp cho số 19. Chương trình sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 7, sau khi tiền vệ 25 tuổi hoàn tất chuyến tập huấn cùng Pau FC. Đó là một tín hiệu lạc quan khác, bên cạnh những nỗ lực để cải thiện về chuyên môn qua từng ngày. Nếu bạn vẫn chưa nhận ra những sự khác biệt của Quang Hải chỉ sau khoảng 1 tháng tại Pháp, hãy nhìn những hình ảnh này và bạn sẽ thấy ngay điều đó. Đây là hình ảnh Hải chụp cùng một cổ động viên ở buổi tập thứ 2 cùng Pau FC, thời điểm anh mới sang Pháp được vài ngày. Còn đây là bức ảnh chụp chung với một cổ động viên sau khi cuộc đối đầu với Toulouse kết thúc. Chỉ trong vài tuần có thể thấy nước da của Hải Con đã đen đi rất nhiều. Đó là kết quả của những buổi tập dưới cái nắng chói chang của miền Nam nước Pháp. Đó cũng là ví dụ để bạn thấy được tiền vệ sinh năm 1997 đã và đang cố gắng đến nhường nào để tạo ra cơ hội tại Pau FC. Cơ hội sẽ đến với Quang Hải vì đội bóng của anh vẫn còn một trận giao hữu khác. Theo dự kiến, Pau FC sẽ có trận đấu với câu lạc bộ Niort vào ngày 23 tháng 7 tới đây. Đây là một đội bóng đang chơi tại Ligue 1 và được coi là đối thủ vừa tầm nhất của huấn luyện viên Tholos và các học trò. Trận giao hữu này hứa hẹn sẽ đem đến chất lượng và chuyên môn rất cao, bởi nó là cử duyệt cuối cùng của cả hai đội trước khi mùa bóng khởi tranh vào cuối tháng này. Đó cũng là cơ hội cho Quang Hải. Việc Hải Con có được đá chính trong trận đấu này hay không cũng sẽ nói lên được nhiều điều, đặc biệt là việc anh sẽ nằm ở đâu trong kế hoạch của huấn luyện viên Tholos ở mùa giải mới. Nhưng hãy tin rằng những tín hiệu lạc quan mà Quang Hải đã tạo ra sau một tháng trên đất Pháp sẽ giúp tiền vệ số 1 của bóng đá Việt Nam tạo ra sự nghiệp đáng chú ý tại Ligue 1.